con mũ ni siêu to khổng lồ nặng 2,5 kg, trị giá 4.750.000 đồng. Nào giờ ăn tôm mũ ni, ăn tôm nhỏ nhỏ cơ mà lần đầu thấy em siêu to này. Được chị Liên, chủ nhà hàng hải sản Tri Kỷ ở Côn Đảo giới thiệu là có được một em tôm mũ ni size khủng vậy nè là mẫn hốt liền. Giá tôm này là 1.900.000 một ký nha, em này nặng 2,5 kg là coi như 4.750.000 đó. Về cái hình dạng sần sùi của cái em mũ ni này, mẫn thấy khá là giống với em tôm mũ ni đỏ, tại vì mẫn đã từng ăn tôm mũ ni đỏ rồi nhưng mà mẫn không biết chính xác là em này là tôm mũ ni gì á, có ai biết thì chỉ mẫn với nha. Nhìn em đơ đơ vậy chứ em còn sống nha quý vị, bỏ vô hồ cái là em cà bún à. Trời ơi, nhà mình bị cúp điện, thế là em đã bị ngộp trong hồ luôn rồi mọi người. Cúp điện cả buổi trời, giờ mới có điện, thế là em đã bị ngộp luôn. Nên mình bỏ em lên, mình cho em đi xông hơi. Xông hơi em đâu cả 40 phút quá, bây giờ mới lấy ra nè. To mà muốn chiếm diện tích hết cái nồi hấp của tôi luôn vậy đó, quá đã. Hello cả nhà, hôm nay thì Mận sẽ múc ban em tôm mũ ni siêu to khổng lồ này nha. Bữa giờ thì Mẫn đã ăn hải sản chấm với lại muối siêu cay rồi. Bữa nay mình sẽ đổi qua chấm với lại sốt phô mai do bà ngoại cô ca làm nghiêng. Do cái em này bự quá à, Mẫn không biết làm sao hết nên là mẹ ơi, help me. Ăn chi mà cực cho trời. Ơi là trời, ăn chi mà cực kiểu gì mà trời. Mẹ ăn đi nha, mẹ không ăn đâu đó. Uống ra đi, không làm được mà cứ cà xé. Hồi nãy ăn tôm hấp 40 phút rồi chưa chín thôi nè, giờ phải hấp lại miếng nữa ăn mới được. Thôi là chờ hết mẹ hết rồi thì ra cái tôi. Ui, nóng. Ta nói cái thịt đầy ụ mà chắc thịt cầm nặng tay dã man luôn á. Ôi. À. Cái thịt của con tôm này nó đã mặn mặn sẵn rồi nha, bởi vậy không cần chấm muối, chấm với sốt phô mai là vừa. Mẹ vô ăn mẹ. Rồi ăn đi, mẹ không ăn đâu. Mình á sẽ chừa lại cái phần đuôi này cho cô ca, nhưng mà do quay clip mình muốn quay cho nó đẹp á, cả nhà nhìn cái con tôm được bự á nên là Mẫn đã rửa sạch tay nên Mẫn sẽ cầm nguyên cái con này Mẫn cắn, thì xíu nữa Mẫn sẽ cắt nó ra. Cô ca ăn được nhiêu đâu mà cắt. Ngon mà. Mà ăn không? Không. Cả nhà ơi, mà ở bên trong con tôm nó có cái phần thịt trong trong giống gì nè, cả nhà biết cái này là cái gì không vợ? Ơi thằng dính lum quá ạ. Mình sẽ cắt cái khúc đầu ra, cái đuôi này mình sẽ chừa cho cô ca tại vì cô ca ngủ rồi. Ăn xong hết. Tôi cũng kế mẹ. Không, tôi không ăn. Ăn con tôm chấn động. Thịt của các em tôm mũ ni này phải nói là siêu chắc luôn, từng xó thịt rất là chắc mà thịt nó dai, ăn rất là ngon. Còn bên trong đây hình như là gạch này mọi người, béo cực luôn. Là tinh hoàng con tôm. Nè con ăn này chấm phô mai đi ha. Này nó béo. Còn à, cô đang ngủ dậy rồi nè cô chú. Một miếng nữa. Cái này là con biết cái này là cái gì không? Cái này là cái gạch của con tôm, ngon lắm, cho ngoài miếng nha. Này cảm ơn em. Quá ngon con ơi. Chấm vô đây, con chấm vô. Phô mai, ngoài làm á. Cho ngoài miếng đi. Cho ngoài miếng đi. What? Ủa chú chạy.
Rồi bà ngoại cô ca, hồi nãy con gái rủ không ăn, bây giờ cháu trai ăn cái chịu ăn là sao trời? Cái này đắng. Để đắng. Bye bye cả nhà. Cô ca ăn quá là hăng say. Mở mang gì? Một cái gì ngon lắm. Ngon quá, cảm ơn cô ca nha. Cô ca vậy chứ Thảo ăn lắm cô chú ơi. Ăn cái gì cũng mời mẹ mời ngoại ăn chung hết trơn á. Trời ơi, mấy cái mấu nối giữa cái chân với cái đầu với lại mấy cái cẳng của con tôm này á, là toàn thịt không thôi á. Bởi vậy mọi người ăn tôm nhớ ăn kỹ, đừng có bỏ uổng nghe.